Konia Mac. Bạn đã nghe tên Konia Mac Ridercardi bao giờ chưa? Chắc chắn có. Vì về môn xã cầu, ông là người nổi danh nhất. Từ năm 1883, ông thành một nhà nghề, lúc thì chơi, lúc thì điều khiển. Người ta gọi ông là Konia Mac, và trong giới xã cầu, ai cũng mến ông. Ông là người có công nhất với môn xã cầu. Khi ông vô nghề, thì môn đó là một trò chơi tàn nhẫn, ồn ào xấu xa. Nhờ những quy tắc và gương tốt của ông, nó biến thành một môn thể thao lương thiện có ích, một môn thể thao toàn quốc của 150 triệu người. Ông sinh năm 1862, hồi mà Lincoln làm tổng thống. Hiện nay ông còn chơi banh hay hơn nhiều thanh niên. Mặc dù ông đã chơi từ năm nào, chính ông cũng không nhớ nữa, chỉ biết là trên 70 năm rồi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông bảo tôi rằng đời ông chỉ là một vụ nghỉ dài hạn. Luôn luôn ông ngạc nhiên, tại sao người ta lại trả tiền cho bọn người lớn chơi một trò chơi rất vui là trò xã cầu kia chứ? Năm ông 20 tuổi thì thân phụ ông mất. Ông phải vô làm trong một xưởng đóng giày để nuôi gia đình. Mỗi tuần, ông lãnh được 10 Mỹ Kim và ông phải đi bộ 5 cây số sáng chiều để tiết kiệm một cắt xe đem về đưa cho mẹ. Ông ghét đóng giày và chỉ thích xã cầu, và ông đã quyết định một cách khôn là làm cái gì mình thích để kiếm ăn. Nhưng bà cụ không muốn vậy. Bà cụ tức giận, mà không phải vô lý, vì cả gia đình trông cậy ở ông. Mà ông đóng giày còn có tiền công nhất định, chứ chơi xã cầu thì có ai trả cho ông xu nào không? Không, tuyệt nhiên không. Vậy thì trong nhà lấy gì chi tiêu? Ngày nay, mỗi lần nhớ lại hồi đó, ông Kony cũng tự hỏi mình sao lại liều lĩnh như vậy. Mới đầu nhập đội East Brookfield trong liên đoàn Massachusetts, không người nào trong đội được lĩnh lương vì đội không kiếm được tiền đều đều. Lại coi khỏi phải trả tiền, họ chơi trên một khu đất hoang, và khi chạy, họ thường đạp nhầm những vỏ hộp, mảnh sắt, yên ngựa quá rách. Chơi xong, họ xin tiền khán giả, nhưng họ chưa chìa nón ra thì đám đông đã tan như tuyết dưới ánh nắng. Mỗi chiều thứ bảy, Conny cũng chia được ít các bạc mà khán giả thương tình liệng vào nón. Chỉ được vậy thôi. Khi nào quỹ của đội nghèo quá thì đội tổ chức một hội đồng quê vào coi phải trả tiền. Vậy thì bí quyết thành công của Conny Mac trong việc điều khiển xã cầu là ở đâu? Eddie Colin, người đã chơi lâu năm trong đội của ông, biết rõ bí quyết đó. Colin bây giờ làm phó hội trưởng và nhà dìu dắt liên đoàn Boston, bảo rằng Conny thành công không nhờ sự hiểu biết rộng thuật chơi xã cầu, mà nhờ hiểu lòng người. Ông biết hướng dẫn, khuyến khích bạn đồng đội. Khó mà kiếm được một người trên khắp thế giới có tài giúp người khác dùng hết khả năng của họ như ông. Ông gốc gác ở Ái Nghĩa Lan, cho nên người ta có thể ngờ rằng đó là một thiên tư của ông. Nhưng sự thực thì 3 năm đầu trong nghề, ông đã thất bại thảm hại. Đội của ông đứng hàng thứ 6, rồi tụt xuống hàng thứ 7, sau cùng xuống hàng cuối. Conny Mac khác người ở chỗ, không cho rằng thất bại là tại các bạn chơi dở. Ông tự nhận lỗi về mình vì ông không biết điều khiển. Sau 3 năm dìu dắt một đội giã cầu rất quan trọng, ông xin thôi, trở về chơi trong đội Milwaukee để có thời giờ và cơ hội nghiên cứu vấn đề này. Làm sao cho người trong đội chơi như ý muốn của ông? Rồi ông lại vào những đội quan trọng hơn, khéo dìu dắt và lập được những đội chơi hay nhất thời đó. Trước khi đội danh tiếng New York Yankees ra đời, thì không đội nào chiếm được nhiều giải vô địch trong xứ và giải vô địch thế giới như của ông. Tài lớn nhất của ông là gợi được lòng hăng hái của người khác. Bạn hỏi tôi bằng cách nào ư? Có gì đâu.
ông bẩm sinh có lòng yêu người. Ông rất tự nhiên, mỗi lời ông đều phát ra từ đáy lòng. Ông nói với tôi, luôn luôn tôi ráng tìm một lời để khen mỗi bạn. Không khi nào ông làm cho các bạn ông thất vọng. Ông ráng dùng lời khuyên như khuyến khích, chứ không chỉ trích giày la để họ chơi hay hơn. Đây là một thí dụ. Khi Eddie Colin mới ở trường gia nhập đội Athletic thì chưa biết gì về thuật nhào và banh. Connie bảo Eddie, anh đã thấy Cove nhào và banh chưa? Hắn nhào khá đấy phải không? Eddie đã thấy lần nào đâu. Nhưng từ đó để ý nhận xét, tập tành mỗi ngày, mỗi giờ cho được như cô, và rốt cuộc thành ra chơi giỏi và hạng nhất. Connie cũng cho biết một quy tắc rất quan trọng nữa trong việc dìu dắt người là không bao giờ vạch lỗi của ai trước mặt những bạn khác hoặc người lạ. Ông nói, chỉ trích ai trước mặt người khác thì không gây được thiện chí mà chỉ gây lòng phản động. Lại thêm kinh nghiệm dạy ông rằng phải đợi ít nhất là 24 giờ rồi mới nên vạch lỗi lầm cho các bạn đồng đội. Mới đầu ông không hành động như vậy. Hễ trận nào thua thì ông chỉ trích bằng giọng chua chát ngay khi các bạn mới chơi xong và đương thay đồ. Sau ông thấy rằng mới ở sân banh ra, ông khó giữ được miệng lắm, nên quyết định chơi xong về nhà liền, đợi hôm sau mới gặp các bạn và thảo luận. Ông cũng tránh sự bắt người khác làm theo ý ông, mà để các cầu thủ già tự giải quyết vấn đề của họ, tùy ý họ. Ông nhận thấy rằng điều tốt cho người này không nhất định tốt cho người khác. Chẳng hạn năm 1913, sau khi ăn giải vô địch trong xứ rồi mà còn lâu mới mãn mùa chơi, ông định cho hai cầu thủ Frank và Benoder nghỉ ngơi trước khi dự vào cuộc tranh giải vô địch thế giới. Ông cho họ nghỉ 10 ngày để họ tự ý muốn làm gì thì làm. Mà họ làm gì? Benoder vẫn luyện giã cầu, ngày nào cũng tới sân tập dượt hoặc dạo chơi xung quanh sân. Frank trái lại, không mó tới trái banh, về trại ruộng ở gần Gettysburg để câu cá và thơ thẩn. Hai người đó là những cầu thủ lão luyện, họ biết nên làm cách nào thì có lợi cho họ. Nhờ vậy khi tranh giải vô địch thế giới, họ rất sung sức, chơi rất hay. Mặc dù ông là nhà dìu dắt vẻ vang nhất trong lịch sử giã cầu, cũng đã có nhiều lần ông chịu nỗi cay đắng thất bại. Trong 8 năm liền, đội ông đứng hạng chót, chưa có nhà dìu dắt nào như vậy, mà cũng chưa có nhà nào trong 8 năm thua 8 trận. Ông có lo lắng về điều đó không? Bây giờ thì không. Nhưng ông thú rằng, hồi mới vào nghề, mỗi khi thua liên tiếp là ông mất ăn mất ngủ. Rồi một hôm ông hết lo. Hôm đó cách đây 25 năm. Tôi tò mò muốn biết ông làm cách nào. Ông đáp, có gì đâu. Tôi thấy rằng lo lắng hoài như vậy sẽ có hại cho nghề dìu dắt của tôi. Tôi tin rằng nếu tôi cứ tiếp tục lo lắng như hồi đó thì bây giờ tôi đã nghèo rồi. Tôi đã hiểu như vậy là điên, và tôi ráng sức tập trung tư tưởng và việc tìm cách thắng trong những cuộc đấu sau, đến nỗi không còn thời giờ nghĩ ngợi về những thất bại đã qua nữa. Nhiều người tới 40 tuổi là xa lầy và ao tù thói quen, mà Connie Mack tới 80 tuổi còn ráng tránh tật đó. Đến nỗi mỗi ngày ông đổi đường đi tới phòng giấy, không chịu dùng quen một con đường nào. Ông cho rằng sở dĩ ông sống lâu, không tàn tật mà sung sướng là nhờ nhiều yếu tố. Ông được di truyền một thể chất mạnh mẽ. Ông lại nghỉ ngơi nhiều, đêm ngủ 10 giờ mà chiều vẫn ngủ thêm một giấc ngắn nữa. Nếu đội banh của ông chơi trên sân nhà thì ông về phòng giấy riêng, khóa cửa lại, tắt điện thoại, ngủ nửa giờ. Sau cùng, ông ăn uống rất điều độ, ráng giữ cho đừng ốm quá hoặc mập quá. Đôi khi ông cũng uống rượu. Nhưng có lần trong một cuộc hội họp gia đình, có đông đủ 7 người con và 16 đứa cháu, ông vui vẻ uống 2 ly cocktail. Người nhà trách đùa ông quá chén. Ông cầm ly La Vie ở trên bàn nói, các người coi này,
lão uống ly này là ly cuối cùng đây. Năm đó là năm 1937. Từ hồi ấy, ông không hề nhấp một chút rượu nào nữa. Sinh từ hồi nội chiến, tức cuộc Nam Bắc phân tranh ở Hoa Kỳ từ năm 1861 đến năm 1865. Mà bây giờ Connie Mack vẫn chưa tính chuyện nghỉ ngơi. Ông bảo, tôi không giàu có gì, tôi chưa thể nghỉ được, còn phải tiếp tục làm việc. Nhưng khi nào mà tôi lần thần kể lại hoài một chuyện, thì tôi sẽ về vườn. Lúc đó tôi biết rằng tôi đã già rồi. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Connie Mack trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdoanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.